Đây là một đám học sinh rác rưởi không có lương tâm. Cô giáo ở trên giảng bài, học sinh ở dưới trêu đùa cười cợt. Cô nói cô chuẩn bị từ chức, học sinh càng quá đáng đứng hẳn lên reo hò mừng rỡ. Nhưng sau đó lời cô giáo nói khiến tất cả kinh động. Cô bảo rằng chồng cô là một bệnh nhân HIV. Cả lớp ngơ ngác, bắt đầu xì xào bàn tán, lẽ nào cô giáo cũng mắc bệnh. Cô đặt tay lên vai một học sinh, nó lập tức sợ hãi hất vai ra. Cô nói nắm tay, bơi lội, tắm rửa là chưa đủ để truyền bệnh. May thay, cô và đứa con vẫn chưa nhiễm HIV, nhưng vào đúng một tháng trước, đứa con gái yêu quý của cô đã chết trong bể bơi của trường. Đây không phải là vô tình, nó đã bị học sinh trong lớp này giết chết. Lúc này, đám học sinh vô cùng im lặng, chúng đợi cô giáo nói ra tên của hung thủ. Nhưng cô không muốn nói, cũng không có ý định báo cảnh sát. Bởi vì chưa đủ 14 tuổi, cho dù có giết người cũng không phải ngồi tù. Sau đó, cô dùng A và B để thay tên chúng, đứng trước lớp và công bố tội trạng của chúng. A là chủ mưu, thành tích vượt trội, là một học sinh xuất sắc trong mắt các giáo viên, nhưng thực chất nội tâm lại u ám, biến thái, thường tự chế công cụ hành hạ và giết chó mèo rồi chụp lại, đăng các bức hình lên blog của mình. Trưởng thành hơn, chó mèo là không đủ để thỏa mãn A. Một ngày nọ, A mang một chiếc ví đến tìm cô giáo, cô chuẩn bị mở ra. Tuyệt chứ? Nhưng A rất thông minh, nó không để cô có cơ hội tố giác mình, lấy danh nghĩa là để chống bọn trộm ví, mang nó đến thi đấu tại lễ hội khoa học, lại còn đạt giải thưởng. A nghĩ rằng giải thưởng này sẽ khiến nó tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng ngày hôm đó, một tin tức khác đã chiếm hết phần chú ý. Một bé gái 13 tuổi giết chết 4 người trong gia đình. Đạt giải mà không nổi tiếng, giết người lại còn nổi danh. A không phục, nó muốn dùng phát minh của mình để giết người. Chính là cái ví có điện áp cao này, cô giáo tìm thấy nó bên cạnh bể bơi. Khi cô mang ví đến tìm A đối chất, A giật mình, nó cúi gằm đầu. Đùa thôi. Nó đắc ý kể lại quá trình giết người, hoàn toàn không bận tâm trước mặt mình là mẹ của nạn nhân. Nó đã không còn chút nhân tính nào nữa. Ngược lại với thành tích xuất sắc của A, đồng phạm B là một học sinh cá biệt của lớp. Thành tích tệ hại, tự ti, nhu nhược, không có lấy một người bạn. Cho nên khi A chủ động kết bạn, muốn B tham gia vào kế hoạch, nó đã không ngần ngại đồng ý. Lại còn chủ động tìm kiếm đối tượng cho A. Hay là chọn đứa con gái của bà giáo đi. Vì B biết, mỗi thứ tư, cô luôn đưa đứa con gái của mình đến trường, mà đứa bé lại thường chạy đến bên hồ bơi chơi với chú chó ở đó. Vậy nên một tháng trước, chúng tìm đến đứa bé và bảo rằng đây là quà của mẹ cho em, mở ra xem. Nhìn đứa bé ngã xuống, A dương dương tự đắc như vừa thực hiện thành công một thí nghiệm. Nó khiêu khích B, mày cứ việc nói với mọi người là tao đã làm việc này. Nói xong, A rời đi, nhưng nó không biết rằng B vì sợ bị nghi ngờ nên không những mang vứt cái ví mà còn ném xác của bé gái xuống bể bơi, tạo hiện trường giả, đứa bé trượt chân xuống bể mà chết. Đây chính là toàn bộ quá trình mà con gái cô bị giết. Đến lúc này, cả lớp đã đoán được A và B là ai, nhưng cô giáo lại nói đây vẫn chưa phải chân tướng của sự việc. Cô bảo rằng mình đã bơm máu mắc bệnh HIV vào sữa của hai tên thủ phạm. Toàn bộ học sinh trong lớp hoảng sợ, phòng học nhốn nháo. Chúng biết rằng hai kẻ sát hại con gái của cô giáo chính là kẻ mà cô muốn trả thù. Nhưng thật ra, đây không phải là cách mà cô trả thù chúng. Cô biết, cho dù cô uống sữa nhiễm HIV, chúng cũng không thể mắc bệnh. Làm như vậy, thực chất là để đánh vào tâm lý của chúng, đặc biệt là kẻ giết người thực sự. B muốn tạo hiện trường khi mang đứa bé ném xuống hồ. A dù là kẻ muốn giết người nhưng lại không thành công, mà kẻ không hề có ý định gì như B mới chính là hung thủ thật sự. Khi cô giáo tìm đến nhà B và nói cho người mẹ biết chân tướng sự việc, bà cảm thấy con trai của mình thật đáng thương. Nói rằng, thằng bé lúc đó hoàn toàn không biết đứa bé vẫn còn sống, tất cả chỉ là vô tình. Vậy, có thật là vô tình không? Sau khi cô giáo rời đi, B tưởng rằng mình đã mắc HIV, tinh thần suy sụp, điên loạn, tự nhốt mình trong phòng nhiều tháng trời. Khi bà mẹ gõ cửa, nó như phát điên, la hét, hoảng loạn, chạy ra đẩy bà mẹ đi. Nó không thèm tắm rửa, không cắt tóc, cũng chẳng cắt móng tay chân. Chỉ có như vậy mới đem lại cho nó cảm giác đang sống. Bà mẹ thấy con mình trở nên như vậy cũng trở nên suy sụp, nhưng bà không muốn từ bỏ, cho rằng con trai mình vẫn rất lương thiện. Nó thường xuyên khóc lóc. Bà nghĩ nó chắc rằng đang khóc cho đứa con gái của cô giáo. Thế nên bà càng hận cô, tất cả đều là lỗi của cô, rõ ràng là vô tình, tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu con trai bà. Nhưng sau khi nghe mẹ than trách, B lại cười lạnh lùng. Mẹ sai rồi, con đã thấy nó tỉnh lại. Thì ra, ngày hôm đó, đứa bé nằm trên tay B đã thật sự tỉnh lại, thế nhưng B vẫn quẳng vào xuống hồ. Nó muốn giết đứa bé. Vì ngày hôm đó, A nhục mạ nó, nói rằng nó là đồ thất bại. Vậy thì nó phải chứng minh được rằng A mới chính là kẻ thất bại. Thế nên nó phải làm được việc mà A không thể. Nó giết người. Nó đã thành công.
Sau khi nghe lời thú nhận của B, bà mẹ ngồi sụp xuống sợ hãi. Bà không dám tin đứa con trai ngoan ngoãn của bà lại là hung thủ giết người không ghê tay. Vậy ra tất cả đều là lỗi của bà đã không dạy dỗ được con mình. Bà mẹ tuyệt vọng tột cùng, viết dặn dì Trúc. Bà muốn cùng con trai mình tự sát. Nhưng vào phút chót, bà vẫn không nỡ xuống tay. Hành động của mẹ làm cho B ngỡ ngàng, người mà nó yêu quý nhất lại nỡ lòng giết chết nó. Thế giới của nó sụp đổ hoàn toàn, B rút dao ra đâm chém bừa bãi về phía mẹ nó, từng nhát chí mạng, cho đến khi bà mẹ ngã xuống vũng máu, dứt hơi thở cuối cùng, B bị cảnh sát đưa đi. Vụ án thiếu niên sát hại mẹ rúng động toàn quốc, truyền thông xôn xao, tất cả đều lọt vào mắt của A. Nó không phục, dựa vào cái gì mà thằng nhát chết ấy lại cả nước nhìn vào. A quyết định phải hoàn thành một vụ giết người tàn bạo hơn. Ngày 31 tháng 8, tao vừa đặt một quả bom trong trường, công tắc nằm trong điện thoại của tao. A quay lại video, tải lên mạng để công bố kế hoạch giết người của mình. Ngày hôm sau là lễ khai giảng, A sẽ đại diện cho học sinh mới lên sân khấu phát biểu. Đợi sau khi kết thúc bài phát biểu, A sẽ kích nổ quả bom, kéo theo cái chết của nó và toàn trường. Đây sẽ là kiệt tác chấn động toàn quốc của A, cũng là tấm lòng nó muốn dành tặng mẹ. Nó muốn dùng phương thức cực đoan này để cho người mẹ không màn mượn tâm con cái kia quan tâm nó một lần nữa. Mẹ của A là một giáo sư vật lý. Ngày sinh ra A, bà từ bỏ hết sự nghiệp, dốc sức nuôi dạy con trai. Thế nhưng chỉ sau vài năm, bà cảm thấy hối hận, căm ghét đứa con của mình. Bà hận thằng bé đã cướp mất sự nghiệp của mình, khiến mình trở thành một bà nội trợ tầm thường. Nếu như không có mày thì tốt biết bao. Bà ta dần dần trở nên điên dại. Kết cục, người chồng đề nghị ly hôn, bà ta có được tự do, không thèm ngoảnh mặt bỏ đi. Chỉ để lại cho A những cuốn sách vật lý để nó dốc sức nghiên cứu. A không nỡ rời xa mẹ, nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn bà bỏ đi. Sau đó họ chưa bao giờ có cơ hội gặp lại nhau. Thế là A cố gắng học hỏi từ những cuốn sách mà mẹ để lại, ra sức thu nạp những kiến thức vật lý. Nó nghĩ làm như vậy để khiến mẹ nhìn nó bằng con mắt khác. Thế nhưng, đăng những bức ảnh hành hạ động vật lên web môi trường mẹ nó làm việc, bà lại không hề quan tâm, giành được giải quán quân khoa học, mẹ nó cũng không thèm nhìn. Vậy thì vụ rung động lần này, mẹ chắc chắn sẽ nhìn thấy, nhưng A không hề hay biết có một người đang lặng lẽ theo dõi đoạn video của nó. Chính là cô giáo có đứa con bị nó sát hại. Cô sao có thể để nó tọa nguyện được? Cô giáo gập máy tính lại, trong lòng đã có sắp xếp. Lễ khai giảng ngày hôm sau, A bụng đầy toan tính bước lên bục phát biểu. Không có sinh mạng nào là vô ích cả. Cuối cùng, bài phát biểu cũng kết thúc. A mở điện thoại. Đùa. Nó bấm nút kích nổ, nhưng không hề có phản ứng. A ngơ ra, ấn lại 2 lần, 3 lần, 4 lần, vẫn không có động tĩnh gì. Nó lùi lại nhìn xuống bục, quả bom không còn ở đó, chuyện gì vậy? A hồn bay phách lạc bước xuống. Đúng lúc, điện thoại của cô giáo gọi đến. Lâu không gặp, là cô đây, quả bom đã bị cô lấy mất. Cô giễu cợt A, quả bom do con nít làm này chỉ cần một lát là giải quyết xong. Tự cho rằng bản thân là thiên tài, A cũng chỉ đến thế mà thôi. A nhục quá hóa giận, bắt cô giáo câm miệng, nhưng cô vẫn cứ nói. Cô đã tính trước, A không hề quý trọng tính mạng của mình, giết nó cũng vô ích. Cái mà cô muốn là trừng phạt. Người mẹ mà A ngày đêm mong nhớ, cô dễ dàng tìm được. Không những thế, bà đã có một gia đình mới và hoài thai. Tất cả những gì về A bà đã quên sạch. Bà vừa hưởng tuần trăng mật về, cô giáo để lại cho bà một món quà. Đó là quả bom do chính tay A chế tạo. Nghe đến đây, A không chịu được nữa, nhưng cô giáo vẫn tiếp tục nói. Mẹ em rất tốt, cô đã cầu nguyện rằng em sẽ không ấn nút kích nổ, nhưng em lại bấm mất rồi. Lần này, kẻ vô nhân tính như A rốt cuộc cũng cảm nhận được sợ hãi. Không! Nó loạn choạng đứng dậy, gạt mọi người chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên A cảm thấy hối hận cho tội lỗi của mình. Nếu như có thể quay ngược thời gian, nó nhất định sẽ không bấm nút, nhưng tất cả đã quá muộn. Trong lúc hốt hoảng, nó chỉ nhìn thấy hình ảnh của mẹ trước lúc phát nổ trong tích tắc. Bà nhìn tấm ảnh nó, rơi giọt nước mắt cuối cùng vì nó, chính là nó tự tay giết chết mẹ của mình. A không kịp hối tiếc, ngã nhòi xuống sàn, tâm gan tan nát, khóc thét thương tâm. Lúc này, cô giáo bước đến trước mặt nó. Đây mới là sự trả thù của tao. Đây mới là địa ngục xứng đáng cho mày. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.